Hỏi chiếc chốc cho đi. Gió cuốn mây bay bừng nắng mới, chống long cờ mở dọc mười phương, trường ca vũ hội dưng cử đỉnh, phần thơ minh họa lễ dân hương, đánh ba hồi trống chầu tiên tổ, vang vọng hồi chương lễ tổ đường, trăm hồng ngàn tía nơi cửa hội, rực rỡ muôn màu cảnh quê hương. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời hai cụ Đới Văn Nam, cụ ông anh này đây là gì? Và ông Đới Văn Miên, thay mặt cho hội đồng gia tộc ngành 4 đề nhất chi Hòa Nới Hải Lạc Giang lên khởi ba hồi chiếc trống để thể hiện khí thiêng và thể hiện niềm vui trong ngày đại lễ hôm nay của chúng ta. Xin mời hai ông trước khi khởi trống lên dâng hương trước cửa tiên tổ. Trân trọng kính mời ông Đới Văn Thưởng, đại diện cho hội đồng gia tộc trưởng ngành thứ tư đệ nhất chi Hòa Nới Hải Lạc Trang lên tiến hương dâng lên nén hương trầm để thể hiện sự uống nước nhớ nguồn trước khi vào chương trình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Đới Văn Thưởng và chúc ông an khang trường thọ. Kính bái anh linh tiên tổ, kính bái các bậc tiền nhân, kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các dòng họ, kính thưa toàn thể bà con gần xa về dự lễ. Thưa các quý vị, cây có gốc nước có nguồn, xa muôn trùng vạn dặm vẫn nhớ tới cội nguồn, chim nhớ tổ người nhớ tông, cách trăm sông ngàn núi vẫn hướng về tiên tổ. Thật vậy, khai canh lập ấp từ thời xưa, con cháu lưu danh được kế thừa, ngành 4 Đới tộc dày tiền sử, 300 năm ấy chẳng phai mờ, 12 đời ấy còn ghi nhớ, người ở người đi vẫn phục thờ. Hải Lạc Trang Đới tộc xây mộ tổ, hiền nhân tích đức tượng tôn thờ, xây dựng từ đường cung kính tổ, đất lành ngưỡng mộ thấm gần mưa, về đây ghi tổ vui chung đúc, hội hò linh đình thỏa ước mơ. Xin các quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng sự thành công của lễ này. Thưa các quý vị, chi đệ tứ đệ nhất chi Hòa Nới Hải Lạc Trang là một chi ngành của Hòa Nới Hải Lạc Trang, nghĩa thịnh theo phả gốc để lại bằng chữ Hán. Ngay từ buổi đầu, Hòa Nới theo cụ khai khẩn về Trang Hải Lãng, nay là thôn Hải Lãng, xã Nghĩa Thịnh. Con cháu hậu duệ ngành 4 Hòa Nới tiếp tục khai canh lập ấp sinh sôi nảy nở đông đúc như ngày hôm nay. Từ vụ thủy tổ tới nay khoảng chừng 12 đời, có tới trên 300 năm, chúng tôi phấn khởi thấy rằng con cháu hậu duệ của ngành 4 đệ nhất chi Hòa Nới Hải Lạc Trang làm ăn sinh sống học tập công tác ở khắp mọi miền đất nước. Tự hào con cháu Đới tộc ở đâu hay làm gì, bất cứ một việc gì luôn luôn hoàn thành trách nhiệm của một công dân, giữ gìn truyền thống của một dòng họ, có ý thức cao cả đối với quê hương, đối với đất nước. Nhiều người con của dòng họ đã tham gia nhiều mặt công tác và giữ những chức vụ trọng đại từ trung ương tới địa phương. Nhiều lão thành cách mạng vinh dự được mang nhiều tuổi đảng và đã được nhà nước phong tặng nhiều quân huy chương cao quý. Ngành có tới 400 nhân khẩu, số học sinh vào đại học cao đẳng có tới 60 người, và đặc biệt có nhiều em là học sinh cao học và đã đỗ nhiều bằng thạc sĩ. Cho dù đi đâu, ở đâu hay làm gì, con cháu ngành 4 Đới tộc luôn luôn hướng về cội nguồn để thể hiện tinh thần công đức, tinh thần đoàn kết và để ghi nhớ công ơn cao dày của tiên tổ.
mặc dù trong hoàn cảnh kinh tế không đồng đều và có nhiều khó khăn, anh em xa gần ngành họ đã xây dựng được mộ tổ và ngôi từ đường khang trang đẹp đẽ. Mặc dù dân số anh em con cháu ở khắp mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài, vẫn luôn luôn liên lạc mật thiết gắn bó với nhau, hoàn thành tốt mọi công việc của dòng họ, của quê hương làng xóm. Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi, nhân ngày kỷ tổ mẫu và nhân ngày kỷ niệm 10 năm khánh thành mở rộng khuôn viên từ đường Củ Chi, được sự đồng ý ủng hộ tích cực của Trường Chi và anh em trong họ, hôm nay ngành bốn giới tộc đệ nhất chi Hải Làng Trang họ Đới có trịnh trọng tổ chức lễ dâng hương tế tổ. Thưa các quý vị, trong buổi lễ hôm nay nhằm mục đích ôn lại lịch sử và sự hình thành phát triển của ngành họ, và cũng thấy được nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với tổ đường và đề ra phương hướng phát triển vào những năm tới. Hôm nay ngành bốn giới tộc Hải Làng Trang chúng con trịnh trọng tế lễ hương hoa quả thực dâng lên kính tổ, mong đức tổ về chứng giám phù hộ độ trì cho anh em con cháu trong họ, trong ngành, mọi gia đình đều được hạnh phúc, cầu được ước thấy vạn sự như ý, được an khang thịnh vượng. Xin các quý vị một tràng pháo tay ạ. Thưa các quý vị, nay mừng quốc thái dân an, ba miền thống nhất, Bắc Nam một nhà, nghĩa hương Hải Làng Trang quê ta có dòng họ Đới sinh ra nhiều cảnh. Thời kỳ loạn lạc chiến tranh, họ Hàng ly tán nghĩa tình tha phương, chạnh lòng nhớ tới gia hương, tới nay Đới tộc mười phương trở về. Cội nguồn gắn bó tình quê, dòng đời thân mến hướng về tổ tiên, giờ đây sum họp đoàn viên cùng nhau bái tạ gia tiên tổ đường. Có ngày chăm nhớ ngàn thương, nay về phúc lộc tổ đường ban cho, tràn đầy hạnh phúc ấm no, nhớ ơn Bác Hồ vẹn nghĩa thủy chung, quê ta mỹ tục thuần phong, gia tiên thần tổ vốn dòng hiền lương, cúi xin chư Phật họ mười phương thánh thần ban trợ tổ đường chứng minh, đường về trên cánh đồng xanh hương thơm bát ngát, gió lành gió thanh nhẹ nhàng, về đây kính bái tổ đường, về đây họp mặt họ hàng đồng thân, mỗi năm hứa hẹn một lần là ngày dỗ tổ quây quần bên nhau, nhớ ơn chí chức cao sâu, dù xa xôi mấy đâu đâu cũng về, gió gạt sưởi ấm tình quê, bà con các tỉnh kéo về đông vui, phúc thiên phúc địa tài bồi, nền nhân công đức nảy trồi tươi hoa, anh em trên thuận dưới hòa, tinh thần đoàn kết đẩy đà thi đua. Xin một tràng pháo tay ạ. Thưa các quý vị, chiêng hãy vươn lên mừng nước non đổi mới tươi đẹp, chống hãy vang lên chào hòa đối Hải Làng Trang địa linh nhân kiệt, toàn dân vui vẻ được mùa, ngày bốn đệ nhất chi Đới tộc mừng ngày hội hoa, rộn rã chống chiêng, cháu con vui vẻ tìm về, tưng bừng cỏ hoa, gia trẻ hân hoan sum họp. Các vị chiêm nguyên thứ mộ, kính lạy các cụ tổ đã có công khai khẩn thành lập ra họ Đới Hải Làng Trang, tài hoa lốt lạc, văn hay phố giỏi, khí mạnh gan bền, phong lưu kiệt xuất, trải bao năm chỉnh đốn sửa sang. Xin mời ông Đới Văn Quỳnh thay mặt cho dòng họ lên giới thiệu đại biểu về tham dự hôm nay. Kính cáo tiên tổ, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các thế hệ cháu con của Đức Thủy Tổ, ngành thứ tư, Đới tộc đệ nhất chi. Hôm nay, hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi, mừng thắng lợi, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, toàn nhân dân chúng ta đang hân hoan chào đón một mùa xuân đã về, mừng năm mới, mừng xuân Bính Thân năm 2016. Mỗi người chúng ta đều nhớ câu từ đường trăm thỏ hương hoa cúng, dòng họ ngàn năm phúc lộc trường,
Kính thưa quý vị, hôm nay đây, ngày 22 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi, Hội đồng gia tộc cùng các thế hệ cháu con của Đức Thủy Tổ ngành thứ tư đới tộc Đệ Nhất Chi long trọng tổ chức đại lễ tế tổ nhân ngày húy kỵ Đức Tổ Mẫu và kỷ niệm 10 năm khánh thành ngôi tử đường. Đây là lần thứ hai chúng ta tổ chức tế tổ trong 5 năm vừa qua, nhằm tri ân công đức của tổ tiên, tìm hiểu về cội nguồn và sự trưởng thành của ngành thứ tư đới tộc Đệ Nhất Chi. Thay mặt ban tổ chức và hội đồng gia tộc, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Đới Minh Quý, Phó Bí thư Chi bộ, thay mặt cấp ủy Chi bộ 1 Đảng bộ xã Nghĩa Thịnh; ông Đới Văn Trung, Phó trưởng thôn, thay mặt lãnh đạo chính quyền thôn; ông Đới Hoàng Thân, thay mặt đội sản xuất hợp tác xã Đại Thắng, xã Nghĩa Thịnh. Các quý vị là những người lãnh đạo thôn, lãnh đạo đội đã thường xuyên gần gũi và giúp đỡ chúng tôi trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng như trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh. Hôm nay các quý vị đã bớt chút thời gian tới dự và chung vui với ngành chúng tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đại diện dòng họ Đỗ, đại diện các dòng họ Lẻ, đại diện chi 1, chi 2, chi 3 họ Đới thôn Hải Làng Trang, đại diện ngành 1, ngành 2, ngành 3 thuộc chi 1 họ Đới thôn Hải Làng Trang, cùng với sư thầy bản tự chùa Làng, các quý vị đã cùng với chúng tôi chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa để dân làng có cuộc sống ấm no, phồn thịnh. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm vinh hạnh của ngành chúng tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu đại diện cho chi hội người cao tuổi, đại diện hội lão ông thôn Hải Làng Trang, các cụ cao niên cùng các vị lãnh đạo thuộc xóm Hải Bắc thôn Hải Làng Trang. Các quý vị là những cây đại thụ, là những bảo tàng sống đã thường xuyên gần gũi, giúp đỡ, gắn bó tình cảm xóm làng, giúp nhau trong đời sống vật chất cũng như tinh thần, để các thế hệ con cháu của chúng tôi được quây quần sinh hoạt trong các lễ nghi dưới mái tử đường như ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón gia đình ông Vũ Đình Long, gia đình cụ Sang, gia đình cụ Thôi ở thành phố Hà Nội, gia đình ông Bùi Quang Nhận ở thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh, gia đình chú Vũ Đại Thanh, xã Nghĩa Đồng, cùng các quý vị là con, là cháu, là chút, là chắt ngoại của Đức Thủy Tổ. Cùng quý vị đã không quản đường xá xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc, đã về dự và chung vui sum họp cùng các thế hệ con cháu của Đức Thủy Tổ trong ngày lễ hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, cô chú, các cháu và hàng con trai, con gái, con dâu, con rể thuộc lớp hậu duệ của Đức Thủy Tổ từ khắp mọi miền của Tổ quốc hôm nay đã về dự đông đủ. Sự trở về của các thế hệ con cháu Đức Tổ là niềm vui đong đầy trong đại gia đình đoàn kết của ngành thứ tư đới tộc Đệ Nhất Chi. Chúng tôi nhiệt liệt chào đón và kính chúc các quý vị, quý khách cùng toàn thể các thế hệ con cháu của Đức Thủy Tổ ngành thứ tư đới tộc Đệ Nhất Chi sức khỏe dồi dào, phúc lộc thọ trường, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, vạn sự viên thành. Đề nghị quý vị lễ trường nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, kính thưa quý vị đại biểu, các bậc tiền nhân đã dạy rằng mộc hữu bản, thủy hữu nguyên và nước có sử, nhà có phả. Phả là để ghi chép lại công ơn điển tích của tổ tiên, giúp con cháu hiểu rõ về truyền thống nề nếp gia phong và nắm rõ thế thứ anh em con cháu mà giao tiếp, mà cư xử cho đúng với đạo trên đời. Vì lẽ đó, ngành thứ tư đới tộc Đệ Nhất Chi chúng tôi đã biên soạn xuất bản cuốn Giao Phả vào đầu năm 2015, và vì điều kiện công tác, cành thứ bảy đã vắng mặt trong buổi lễ trao cấp Giao Phả vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Trước bàn thờ tổ trong đại lễ hôm nay,
tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đới Văn Thưởng là trưởng ngành, chủ tịch hội đồng gia tộc Huyền Tôn của Đức Thủy Tổ lên cấp và trao cuốn giao phả cho cành thứ 7 của ngành, và kính mời ông Đới Văn Biên, trưởng cành thứ 7 lên nhận cuốn giao phả. Kính cáo anh linh tiên tổ, hôm nay ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi, trưởng tộc ngành thứ tư Đới Văn Thưởng hợp cùng các ông, các chú, các bậc cao niên cùng nam nữ dâu rể, cháu con nội ngoại tám đời tưởng nhớ đức cù lao tiên tổ, hội tụ dưới mái từ đường trước bàn thờ tổ, hành kính nhang đăng dâng bày lễ vật, lễ mọn lòng thành dâng lên tiên tổ, cúi xin bái thỉnh, cung minh cao cao tổ khảo đến quý công ứng phan, chân linh thần bài cao cao tổ tỷ dương quý thị huy uyên, cùng cô nhi tỷ muội bá thúc huynh đệ vị đệ liệt vị chư tiên linh vị tiền, thành kính cung minh tiên tổ anh linh chứng giám phù hộ độ trì, giúp con cháu chăm bề chỉ vẽ, tiến phúc tăng tài, con cháu hiển vinh, ngành thứ tư thịnh vượng, gia đình. Nhớ thuở xưa Đức Thủy Tổ Đới tộc thuộc dòng dõi đại công thần, khai khẩn đất hoang lập làng khởi nghiệp, xưa thuộc trấn Sơn Nam, Nghĩa Hưng Phủ, Đại An huyện, Hải Lạng Tổng, Trang Hải Lạng xã, nay là tỉnh Nam Định, huyện Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Thịnh, thôn Hải Lạng Trang. Hơn 200 năm trước, trên mảnh đất linh thiêng này, tiên tổ đệ nhất chi sinh ra bậc tiên hiền là tiên tổ ngành thứ tư, đức độ và nhân từ, hiếu nghĩa với tổ tiên, chăm chỉ việc canh nông, miệt mài đọc kinh sử, răn dạy lớp cháu con coi trọng đạo làm người, gìn giữ đức hiếu trung với tổ tiên gia tộc. Từ cốt nhục trong nhà đến thành làng với xóm, muôn đời sống phong lưu chuyên cần lao động, muốn biết nhiều hiểu rộng phải chăm chỉ học hành, khi có giặc ngoại xâm phải xả thân cứu nước. Vẻ vang thay tiên tổ ngành tư nhân đức sáng ngời, lưu truyền phúc ấm muôn đời về sau. Mừng ngành thứ tư ngày nay, ơn trời đất cao dày che chở, ơn Đức Phật từ bi, ơn nhờ hiển thánh thần kỳ chứng minh, ơn tiên tổ phù hộ độ trì, con cháu ngành thứ tư đời nối đời phát triển, cây quốc cội nên thân cao cảnh vững, ngày thêm thắm lá sinh nhành xung xuê, gốc trung hiếu ngày thêm bồi tụ, nếp gia phong cũng được thắm tô, trong gia đình tôn ti hiếu thuận, trong dòng tộc bách viện thái hòa, đường học hành con gắng hơn cha, trong đời sống phong lưu hơn trước, chống giặc ngoại xâm nhiều con cháu tham gia kháng chiến, cứu nước giữ nhà, sông pha trận bạc, dũng cảm diệt thù tổ quốc phi công, chúng con nay nguyện tiếp bước tổ tiên vun bề tổ trạch, gìn giữ gia phong thi thư lễ nghĩa, phát huy truyền thống đạo đức tổ tiên, sát cánh kề vai cùng các họ trong làng, xây dựng quê hương Hải Lạng Trang mạnh giàu hạnh phúc. Cảnh cáo. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình dâng hương, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đới Văn Thưởng là trưởng ngành 1, thay mặt cho ngành 1 lên dâng hương kính tổ. Cành thứ 2 do ông Đới Văn Đàn làm trưởng đoàn lên dâng lễ vật và dâng hương kính tổ. Gia trẻ, gia kim chúng con nối dòng tiên tổ, nêu hương cơ vật cả đời.
trưởng đoàn dâng lễ vật và làm trưởng đoàn vào dâng hương lễ. Thank you.